need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me. Đang đi qua khách sạn Marina Bay Sands để gặp một người rất là quen thuộc. Đối với một người biết ai, bây giờ mình sẽ vào trong để biết người đó là ai. Cái khách sạn ở Marina Bay Sands này, Nhật Bình đang ở cái President Suite ở lầu 51. Cái tower là Tower 2, Tower số 2. Một trong những khách sạn rất là nổi tiếng và hơi bị mắc. Nhưng mà để xem ai sẽ ra người mở cửa. Đây là người Nhật Bình đang cần kiếm. Mời đi vào đây. Em nghe đồn là khách sạn bên đây đẹp lắm, thì em muốn cho chị dắt đi một vòng xem. Chị em mình đã ở rất là nhiều President Suite, ví dụ như là Times Square hay là rất là nhiều chỗ. Và lần trước thì mình cũng qua Singapore, nhưng mà mình ở mấy cái chỗ khách sạn khác. Đây là phòng khách, thì nó có nguyên một cái view ở ngoài biển đây nè. Đây mình nhìn xuống mình thấy là cái Garden Walk. The Bay Garden Walk right here. Đây phòng này là phòng guest room. Đây mọi người vô đây thấy, đây là cái walking closet. Đây thì có toilet, có phòng tắm đứng, có tắm bộ, có double sink. Buổi chiều mà bấm một cái là có màn cửa mở ra, cũng thấy được một cái view ở đây, đẹp không? Đây tối nay là sẵn là cho mấy đứa mình nhậu hả? Nhậu đây, kêu đồ lên phòng ăn thôi, không có phải đi đâu xa hết. Nói chung là chị em mình ở cái Times Square là President Suite là em nhớ là 14.000. 14.000, yes, ở đây đó thì rẻ hơn. Rẻ hơn. Khoảng 9.000 sinh. 9.000 sinh là cũng gần 8.000 mấy tiền Mỹ rồi. Ở bên này nó còn có cái rất là đặc biệt là mỗi ngày mà mình ở đây á thì hai người được massage 60 phút free. Và trong này đây, cái này nó có một cái phòng massage riêng. Và mỗi một ngày thì mình được như chị nói đó, mỗi một ngày được 60 phút every day mà mình ở đây. Cái này nó liên quan bên phòng master, dạ, phòng master. Nhưng mà phòng master đang bừa quá hả? Đây là phòng master ngủ. Oops, dạ sorry, dạ đây là áo của áo của anh mình. Chứ bây giờ chả lẽ nghĩ là tôi ở cái suite này mà tôi ở một mình à? Nghe cái đó nó hơi khó tin phải không? Cho mọi người coi cái phòng ở trên này. Mà cái này tôi phải nói trước là không phải là tôi được tiền quảng cáo hay cái gì đâu nha. Tại vì Duyên chỉ muốn là đi ở nơi nào ở nơi nào mà thích đó thì giới thiệu với các bạn thôi, chứ còn không có được phần gì trong nào hết. Ở Singapore. Đây là cái món là họ ăn như là mình phở, thì ăn hủ tiếu, nó là món rất là dân dã mà rất là ngon. Nhưng mà góc của nhiều châu, đây thì như là họ có thịt heo giống như là thịt kho của mình nhưng mà cái này là cái phần của mình, còn phần của bên là nó cũng có nhiều món như là cay, món nóng, món này. Nhưng mà cái này là cái hay nè, mỗi một người ra đó họ cho mình một cái khay thì mình ngồi ăn, mình ăn ở trên như này, và ở giữa mình ăn chung thì họ có cái bàn. Khi mình order là mình order máy ngoài kia, mình tiện bấm lấy rồi ăn xong thì mình là mình có một cái chỗ để mình mang cái này ra mình cất, và nó cho mình một đồng để mình mang đi cất. Cái hay ở đây là quý vị biết không, cái bàn này nó thiết kế lạ lắm, có nghĩa là cái khớp, những cái khớp này là nó bắt mình là không có được để chén mình được, để nó nghiêng phải không?
cho nên là mình phải để trong cái khay, phải để vừa cái khay đây, mình ăn xong mình phải đem cái khay này mình đi cất, và họ khuyến khích là mình phải tự giác, có nghĩa mình ăn xong mình đem mình cất thì mình sẽ được thưởng lại một đồng. Đó, ví dụ bây giờ mọi người chơi với mình ha, thì ăn xong mình đem cái khay mình cất được. Tự động mình sẽ lấy cái đó. Mập cái gì? Ice cream cake. Tới đây rồi là phải thử một lần cho biết. Vô chơi chán. Đây là tiệm Bread Talk. Bread Talk ở Việt Nam cũng có, nhưng mà như vậy mình không thấy có cái bánh ice cream giống như vậy. Đây là tiền cái này là tiền tray lúc nãy đó, cũng mua được cái bánh đó. Good enough. Just one. Có $1.08 thôi được cái bánh này. Bạn nãy đổi cái tray là được tới $3. You. Thử cái là sandwich với lại cà len. Thôi chị với mình một nữa nha. Chúng tôi không chịu mập một mình. Ngon. Được. Bánh bảy màu. Đây là cái sầu riêng mà nó tên là Mao Phan Wong, là cái sầu riêng là con mountain cat. Một quả như vậy 1 kg là $48. Chúng tôi ăn một quả sầu riêng này là $120. Nó có rất là nhiều giá, nó có từ một trái là 15 đồng cũng có, nó có một trái ví dụ như từ $20 một ký cũng có, $28 một ký cũng có, $38 một ký cũng có, hoặc là $48 một ký cũng có, nhưng mà có cái nó lên tới là $78 một ký. Thật sự ăn rồi không ngon bằng 6 ri của Việt Nam mình. Thật sự bây giờ ăn mới biết là của 6 ri Việt Nam mình ngon hơn. Thật ra mình không phải là dân ăn sầu riêng, thật ra mình không biết là những cái sầu riêng nó giới thiệu mình là ngon hay không ngon. Thì ở đây giá này là 120 đồng đây. Thì Duyên mua trái này là $120, nhưng mà bây giờ mua thử cái trái này là $10, và bây giờ Duyên sẽ ăn thử để coi cái $10 với $120 nó có khác nhau họ không. Họ nói đó là cái sầu riêng mà càng mắc thì nó càng đắng. Thử coi. Cái này thì nó vừa ngọt vừa đắng, vừa hơi khô. Cái này là $10, cái này là $120. Nói thiệt đó nha, chị thích cái $10 hơn. Thiệt chứ không phải là bì nó. Nó ngon, nó mềm, mà nó ngọt hơn. Tại vì chị không thích đắng. Có nhiều người họ ăn sầu riêng mà phải hơi đắng. Cái này nó ngon, nó ngọt hơn nhiều. Cái này nó ngọt, nhưng mà nó lại không đắng. Cái đó là tùy trong người. Thì họ nói là, đó là họ nói là, không biết đúng hay sai, mà họ nói là càng đắng, càng cái này vàng, càng đắng, càng béo thì nó sẽ càng mắc. A few moments later. Không, cái này giống như nó ngọt mà nó béo hơn. Mà cả hai cái đều không ngon bằng 6 ri của Việt Nam. 6 ri mà. 6 ri ở Việt Nam mình bữa ra Cần Thơ ăn ngon hơn nhiều. Đây là một trong những cái nó gọi là Infinity Pool, hồ bơi. Infinity Pool là cao nhất thế giới.
nó nằm ở tầng 57 của Marina Bay Sands. Lầu 55. 57. Ồ, 57 hả? Và nhìn xuống dưới này thấy quá đẹp. Sau bao nhiêu năm hai chị em ngủ chung, đây là lần đầu tiên chị Duyên hẹn hò Nhật Bình ở lầu 57 của Marina Bay Sands. Rất là tình cảm, uống nước dừa, nước sinh tố. Và hai đứa định hôn nhau nhưng... Tại vì hồi nãy ăn sầu riêng từ trưa đến giờ thành ra là sợ hôn nhau lắm. Mỗi đứa làm một quả sầu riêng thành ra thôi để hôn lần sau hôn nhau nha. Chị lại hẹn em nữa rồi. Thank you.